Và này, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đem về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có lời hằng sống của ngày thứ hai, 5 tháng 10 năm 2020. Và đoạn tin mừng của chúng ta là Luca chương 10, câu 25 đến câu 37. Đó là dụ ngôn trên đường Jericho, hay còn có cách gọi khác là dụ ngôn về người Samari nhân hậu. Thưa anh chị em, câu chuyện của ngày xưa nhưng cũng là câu chuyện của hôm nay. Đường Jericho không phải là chuyện xa lạ ở tận bên đất nước Do Thái, nhưng mà bây giờ nó có thể là câu chuyện của một con đường, một khu phố ở ngay trước nhà của chúng ta, trong khu xóm, ở trong con hẻm, mà cũng có thể là câu chuyện xảy ra ngay trong gia đình của ta. Đang có một người nào đó bị bỏ rơi, đang có một người bị đánh đập, bạo hành, bạo lực vì rượu chè. Lại có khi là một người phụ nữ, một người con gái lỡ lầm có thai. Và người ta có thể trút cơn giận dữ lên những con người như vậy, vì chỉ vì vấn đề tranh chấp gia tài, xung đột anh chị em trong nhà. Và thế nào cũng có một người bị đánh như tử, hoặc là không bị đánh bằng nắm đấm hay là bằng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng mà lại là một con người bị bầm dập vì những vết thương của tâm hồn, bị đày đọa, bị bỏ rơi. Và nhân vật Samari nhân hậu của câu chuyện ngày xưa Chúa Giêsu kể, thì ngày hôm nay càng ngày càng hiếm hoi. Người ta khó mà tìm được một cái người nào tốt bụng như vậy, ở giữa một cái đoạn đường đầy nguy hiểm bất chắc, có thể bị cướp bóc. Bọn cướp vừa mới đánh cho cái người đi Jericho, bây giờ nó có thể nó vẫn còn luẩn quẩn ở đâu đó. Nó có thể phát hiện ra thêm một người thương buôn đang trên đường lên Jerusalem để mua bán cất hàng. Và nó có thể quay trở lại và
cướp bóc. Ngày hôm nay, người Samari như vậy thật hiếm hoi. Người ta sợ không dám dính líu đến một nạn nhân nào đó bị đụng xe ngoài đường. Người ta có thể bu lại đứng xem, nhưng mà không muốn nhúng tay vào, không muốn có một hành động nào đó, dù là nhỏ nhất, để mà tiếp cứu cái người bị nạn. Người ta bị sợ bị phiền phức, bị vạ lây, có thể bị lôi kéo vào một cái vụ lập biên bản, rồi bắt làm chứng, rồi có thể bị nghi ngờ là chính kẻ gây ra tai nạn. Người ta cũng sợ bị lừa gạt nữa, bởi vì bây giờ cái chuyện nó giả mạo, nó giàn dựng ra ở ngoài đường bây giờ nó càng ngày càng tinh vi. Cái nhân vật ngày xưa là nhân vật thầy Tư Tế và thầy Lê Vi đấy. Đó là những người được theo luật của ông Mô-sê được dành trọn vẹn để mà cả một cái dòng họ như vậy để mà phục vụ ở trong đền thờ Jerusalem. Họ lo việc tế tự, họ lo việc dâng hương. Tư Tế thì là con cái của ông A-ha-rôn, còn Lê-vi là cả một cái chi tộc trong số 12 chi tộc Israel. Thật là mỉa mai khi Chúa Giê-xu đã đưa hai cái nhân vật thầy Tư Tế và thầy Lê-vi vào câu chuyện để nó tạo thành một cái sự tương phản rất là mạnh, rất là đối lập, cực độ với cái anh Samari. Thầy Tư Tế và thầy Lê-vi là giai cấp được kính trọng, được cất nhắc ưu tiên trong xã hội Do Thái. Bây giờ lại đưa ra đặt ở một cái tuyến nhân vật đối lập với anh Samari, là một kẻ ngoại giáo bị mọi người coi thường, khinh bỉ. Tất cả làm cho chúng ta giật mình, nhận ra thầy Tư Tế và Lê Vi ngày hôm nay có thể là chính chúng tôi, một tu sĩ linh mục, một ông cha, một bà sơ, cũng có thể là một giáo lý viên, một bạn trong ca đoàn, một bà trong Legio, một thành viên của Caritas, một ông ở trong hội đồng mục vụ của giáo xứ, cũng có thể là một người không có chức vụ gì cả nhưng mà lại được tiếng là đạo đức, chuyên bảo trợ ơn gọi cho các người đi tu, người dâng cúng xây cất nhà thờ, xây nhà giáo lý, lại có thể là những người khá giả, toàn tâm toàn ý để tham gia vào các chuyến hành hương đất thánh, tham gia thường xuyên ra La Vang, rồi về La Mã Bến Tre, ra Tà Pao. Có thể cái người đó, người thầy Tư Tế và thầy Lê Vi ngày hôm nay lại cũng có thể là một ông cố bà cố. Xin lỗi, có thể là như vậy, là những người đã sinh thành nên một tu sĩ, một linh mục. Vâng, tất cả chúng ta, chúng tôi và anh chị em, chúng ta đều có khả năng trở thành một nhân vật nào đó ở trong câu chuyện. Nếu như chúng ta là nạn nhân bị đánh ở dọc đường, thì ta sẽ chờ đợi ai? Nếu ta là một thầy Tư Tế và một thầy Lê Vi ngày hôm nay, thời buổi này, thì chúng ta sẽ hành xử ra sao trước nạn nhân? Nếu chúng ta là những người nghe được tiếng nói của Chúa, nghe được tin mừng của Chúa, đánh động lòng, thì chúng ta có được trở nên một người Samari nhân hậu của thời buổi này không? Tất cả chúng ta xin với Chúa cho chúng ta nghe được cái tiếng nói văng vẳng của Chúa Giê-xu bảo với cái ông kinh sư, cái ông thượng tế, cái nhà thông luật ngày xưa đã tìm đến và hỏi Chúa Giê-xu làm sao để chúng tôi có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thì ngày hôm nay làm sao chúng ta nghe được tiếng của Chúa Giê-xu bảo với chính ta, gọi đích danh ta, nói với đúng con người của ta,
hãy đi và làm giống như người Samari nhân hậu. Xin chúng ta bình tâm để nhận ra cái nguy cơ trở thành một thầy tư tế và Lê Vi vô cảm của ngày hôm nay, có thể nói là vô cảm mà bất nhân nữa. Xin cho chúng ta biết chạnh lòng thương như người Samari nhân hậu. Amen.